Sống trên đời, gặp được 5 người này chính là quý nhân của bạn. Càng kết bạn càng may mắn, phúc lộc đầy nhà, tai họa tránh xa. Chào mừng quý khán thính giả đến với chuyên mục Lời dạy cổ nhân trên kênh Lắng Động Radio. Quý vị thân mến, đời người ngắn ngủi, người đến, người đi, người mà ta có thể gặp là rất nhiều. Nhưng người thật tình quen biết lại rất ít. Người là quý nhân thì lại càng hiếm có hơn. Bởi vì quý nhân có thể làm thay đổi cuộc đời của chúng ta. Cho nên quý nhân có thể may mắn mà gặp, chứ không thể cầu. Đời người là một chặng đường gập ghềnh, mấp mô. Thường những lúc khó khăn, người ta luôn mong muốn có được một người mà bản thân có thể tin tưởng, giúp bản thân tốt lên, khiến con đường trước mắt trở nên thuận lợi. Nhưng rất nhiều khi, quý nhân chính là người ở ngay bên cạnh ta mà ta không trân trọng, thường bỏ quên mất. Dưới đây là 5 kiểu quý nhân đem lại phúc khí. Càng ở gần, càng hưởng may mắn, phúc lộc đầy nhà, tai họa tự khắc sẽ tránh xa. Kiểu quý nhân thứ nhất là người nhìn ra ưu điểm của bạn và dám góp ý chỉ ra sai lầm của bạn. Ai cũng đều thích nghe những lời nói tán thưởng, khen ngợi, còn lời nói góp ý, phê bình thì lại thường khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Đó là bởi vì lời thật thì thường khó nghe. Cổ nhân đã đúc kết lại câu rằng: trung ngôn nghịch nhĩ lợi vu hành, lương dược khổ khẩu lợi vu bệnh. Ý nói rằng lời thật khó nghe nhưng có lợi cho hành động. Thuốc tốt tuy đắng nhưng trị lành được bệnh. Cho nên, chỉ người hy vọng bạn xuất sắc hơn nữa, ưu tú hơn nữa mới có thể không cố kỵ mà chỉ ra sai lầm của bạn. Người dám chỉ ra thiếu sót của bạn phải là người quan tâm đến bạn, trong lòng luôn để ý đến bạn, mới lo lắng bạn không vì sai lầm nhỏ mà gặp họa lớn. Người dám chỉ ra thiếu sót của bạn là người có trách nhiệm lớn, cảm thấy có trách nhiệm cần phải chỉ ra sai sót của bạn để bạn ngày càng tiến bộ. Người dám chỉ ra thiếu sót của bạn còn là người nhiệt tâm, không sợ hãi mất lòng. Bởi vì họ hiểu bạn, thấy bạn sai mà không để trong lòng. Không chỉ vậy, người có thể phát hiện ra tài năng, ưu điểm của bạn, tán thưởng và khích lệ sở trường của bạn, khai thác khả năng tiềm tàng của bạn, chính là quý nhân của bạn. Người như vậy có thể mang đến cho bạn một loại lạc quan, khiến tâm tình của bạn cởi mở hơn, tạo ra sức mạnh hướng về phía trước. Có thể tán thưởng và khích lệ người khác chính là một loại tu dưỡng, một loại mỹ đức. Người như vậy sẽ không ghen tị tật đối với bạn, cũng không coi bạn là người đối địch và phủ nhận giá trị của bạn. Quý nhân như vậy cần phải trân trọng. Kiểu quý nhân thứ hai là người kéo bạn thoát khỏi nghịch cảnh và truyền lại kinh nghiệm nhân sinh cho bạn. Ngày nay, giúp người trong lúc hoạn nạn, tặng than trong ngày đông giá rét là những việc khó xảy ra. Cho nên, khi bạn rơi vào nghịch cảnh, người chủ động ra tay giúp đỡ, kéo bạn thoát ra thì nhất định là quý nhân. Có đôi khi, nghịch cảnh giúp hoàn thiện một con người, nhưng cũng có những người lâm vào nghịch cảnh, không thoát ra được và bị trượt dốc. Người có thể giúp bạn trong lúc hoạn nạn, không sợ gặp phải phiền toái, cho bạn một con đường hy vọng, thì đúng là một người có tâm tính tốt và lương thiện. Lại nói về kinh nghiệm nhân sinh, đây là thứ vô cùng quý giá, không phải ai cũng nguyện ý, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình cho người khác. Cho nên, người sẵn sàng truyền lại kinh nghiệm cho bạn là người có tấm lòng quảng đại. Họ muốn bạn đi con đường trước mắt thuận lợi hơn, coi trọng tương lai của bạn. Đồng thời, họ cũng biết những chỗ còn thiếu sót của bạn và muốn bù đắp, hỗ trợ những điểm yếu đó. Trong biển người mênh mông, chỉ có tĩnh tâm lại, chúng ta mới có thể phát hiện chính xác quý nhân của đời mình. Cho nên, gặp được quý nhân
chúng ta nhất định phải trân trọng và cảm ơn họ. Gặp được người đối tốt với chúng ta, đó chính là phúc khí và may mắn của chúng ta. Bởi vậy, chúng ta càng phải cố gắng, nguyện ý để trở thành quý nhân của người khác. Có như vậy mới không cô phụ quý nhân mà ta đã gặp được trong đời. Kiểu quý nhân thứ ba là người nói được, làm được, không thất hứa. Người xưa có câu, lời nói gói vàng. Cho nên người hết lòng tuân thủ lời hứa của mình thường là người cao quý. Người như vậy đáng kết thâm giao và đáng giá tin cậy. Thời đại này, vì lợi ích mà tính và nghĩa dường như không còn được nhiều người coi trọng. Nhưng quý nhân chân chính chỉ cần nói lời sẽ toàn lực thực hiện. Đó là bởi vì họ coi trọng lời hứa với bạn, coi trọng bạn. Lời nói và việc làm của người ấy sẽ trở thành tấm gương tốt cho bạn, vô hình trung mà ảnh hưởng tới bạn, lâu dần sẽ mang đến tài phú vô hình cho bạn. Kiểu quý nhân thứ tư là người không ghen tị với bạn. Trên đời này, thật khó để tìm được một người không ghen tị khi bạn đạt được thành tích cao. Kiểu người phóng khoáng và nhân từ này chính là quý nhân. Nếu xuất hiện trong đời, bạn cần trân trọng. Không chỉ vậy, những người này còn sẵn sàng chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm của họ cho bạn mà không suy tính thiệt hơn. Họ sẽ chẳng bao giờ lo sợ bạn giỏi giang hơn, thành đạt hơn mà giấu đi kinh nghiệm của mình. Nếu tiếp xúc đủ lâu, bạn sẽ biết một người có thực sự tốt với mình hay không. Nhiều người chỉ trưng ra gương mặt, biểu cảm, hành xử tốt đẹp, nhưng trong lòng luôn ghen ghét và tị nạnh với bạn. Họ chỉ mong bạn là người yếu thế, gặp nhiều khó khăn và không thành công bằng họ. Những người như vậy, bạn cần đề phòng và dè chừng, không xây dựng mối quan hệ quá thân thiết. Bên cạnh những người ấy, bạn sẽ may mắn gặp được quý nhân, sẵn sàng giúp sức hỗ trợ bạn trong mọi hoàn cảnh. Những người ấy mang lại cho bạn cuộc sống thịnh vượng, năng lượng và hy vọng để luôn yêu đời. Hãy khắc cốt ghi tâm những người đối xử chân thành, hết lòng với mình và luôn trân trọng, sống hòa hợp với họ. Cuối cùng, quý nhân lớn nhất đời này, đó chính là bản thân của bạn. Bình thường cũng được, thành công cũng được, bạn chính là phiên bản tốt nhất của chính bạn. Quan điểm của người khác, chưa chắc bạn đã thẩm thấu được. Cách sống của người khác, chưa chắc đã phù hợp với bạn. Thay vì học theo người khác, tại sao không sống thật vĩ đại để người khác học theo mình? Không có chuyện gì là to tát cả. Hãy đứng thẳng lên và đi về nơi mình thích. Hãy đối xử tốt với chính bản thân mình. Trong bầu trời rộng lớn của bạn, sẽ còn có rất nhiều người cần được bạn đối xử tốt. Nếu bạn có tấm lòng biết ơn, thì cuối cùng họ cũng sẽ trở thành quý nhân trong cuộc đời của bạn. Quý vị thân mến, một lời nói có thể đem đến sự ấm áp, đem đến năng lượng tích cực cho người nghe. Một lời nói có thể đem đến nỗi dai dứt, sự bi quan, sự hụt hẫng, có thể làm cho người nghe thấy cay đắng, thất vọng. Vì vậy đã có không ít câu châm ngôn sâu sắc nói về lời nói. Lời nói gói bạc, lời nói đòi máu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Người thông minh luôn biết cách tu dưỡng cái miệng phú quý, người dại khờ luôn nói điều chói tai. Cũng một hoàn cảnh nhưng hai cách nói sẽ mang đến ảnh hưởng khác nhau. Bởi vậy mà người sống khôn là người luôn biết chú trọng đến lời ăn tiếng nói của mình hàng ngày. Đầu tiên, tích khẩu đức chính là tích phúc khí. Người xưa có câu, vết thương do đao kiếm gây ra thì dễ lành, lời lẽ độc ác thì khó mà tiêu mất. Làm người cần có khẩu đức, lời không nên nói thì đừng nói, lời nên nói thì từ từ nói ra. Người đời thường nói rằng, phúc từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Miệng là tạo nghiệp nhanh nhất, chỉ trong tích tắc sẽ đắc tội với rất nhiều người. Trên con đường nhân sinh sẽ ngày càng có nhiều kẻ thù và con đường càng đi càng hẹp.
nếu muốn có mệnh phú quý, cái miệng trước tiên cần phú quý. Gia đình muốn có phúc khí, trước tiên ăn nói cần có đạo. Khi nói chuyện với người khác, cần có sự đồng cảm. Để người khác có cảm giác tốt, họ tự nhiên sẽ chấp thuận và sẵn sàng làm bạn với bạn. Một tài xế taxi da đen chở hai mẹ con da trắng. Đứa trẻ hỏi, tại sao da của chú tài xế lại khác chúng ta? Người mẹ mỉm cười trả lời, vì Chúa muốn làm cho thế giới đầy màu sắc, nên đã tạo ra những người có màu da khác nhau. Khi đến nơi, người tài xế đã từ chối nhận tiền. Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi cũng hỏi mẹ tôi câu hỏi tương tự. Mẹ tôi nói rằng, chúng tôi là người da đen, trời định là lớp người giai tầng thấp. Nếu hôm đó đổi sang câu trả lời của chị, tôi không chừng đã là người khác rồi. Miệng nói lời thiện là đang tạo thiện nghiệp, tu bổ thiện duyên. Tu dưỡng cái miệng phú quý, nói chuyện trong tâm mang theo từ bi, càng kết bạn dễ dàng hơn và gia đình sẽ hòa thuận hơn. Phúc khí, phú quý tự nhiên sẽ đến. Thứ hai, ăn nói chân thành, đứng trên lập trường đối phương suy xét vấn đề. Người không biết nghệ thuật ăn nói thì chỉ có thể họa từ miệng mà ra. Nhưng nếu bạn biết nuôi dưỡng cái miệng phú quý của mình thì ông trời sẽ ban phúc cho bạn. Trong một Quỷ Cốc Tử Huyền Thiên, Quỷ Cốc Tử giảng khi nói chuyện với những người khác nhau sẽ có những sách lược khác nhau. Nói chuyện với những người có trí huệ cần dựa trên kiến thức rộng lớn. Nói chuyện với những người giàu có cần mạnh như thác đổ, phong cách tào nhã. Khi nói chuyện với những người có địa vị thấp, họ thường nhạy cảm, cần phải khiêm tốn và lịch sự, khiến họ cảm động và xem bạn là tri kỷ. Nếu bạn nói chuyện với một người mắc phạm sai lầm, bạn nên động viên họ, cho họ thêm tự tin và khuyến khích họ. Như Quỷ Cốc Tử từng nói, không ai là không muốn mạnh hơn người khác. Biết nói chuyện, không phải cứ thấy người nói lời người, thấy ma nói lời ma, mà là nội tâm chân thành, giữ vững cốt cách của mình để dùng cách nói nào phù hợp nhất. Biết cách thay đổi vị trí đối phương mà suy xét. Biết được suy nghĩ thực sự và mong muốn bên trong của người khác. Nói những lời có lợi cho đối phương. Như vậy, lời bạn nói ra sẽ khiến người nghe cảm động mà thay đổi. Từ cổ chí kim, nghệ thuật ăn nói phát huy đến cực điểm khi bạn đến Quỷ Cốc Tử. Ông khai sáng du thuyết thuật để cho các đệ tử như Trương Nghi, Tô Tần, Bàn Quyên, Tôn Tẩn tung hoành ngang dọc các nước, khống chế bố cục chiến quốc. Ngoài tài ăn nói hùng biện, quan trọng hơn là họ biết cách hoán đổi vị trí, suy nghĩ cho đối phương, xuất phát từ lợi ích quân chủ của các nước. Khi giao tiếp với mọi người, quý nhau ở chân thành. Tài hùng biện xuất sắc cũng không đả động lòng người bằng cảm xúc chân tình. Nói chuyện chân thành, con đường nhân sinh càng đi càng rộng, càng đi càng thuận lợi. Một lời nói, một nhân cách, một tấm lòng, một quan điểm. Khi bạn nói với tấm lòng thiện và sự bao dung, bạn sẽ có được kết quả tốt đẹp như mong muốn. Lời nói đẹp là phong thái, cốt cách của người thông minh. Muốn trở thành một con người có hàm dưỡng thì phải trau chuốt lời ăn tiếng nói của mình. Thứ ba, năm điều cấm kỵ của cái miệng phú quý, người thông minh không bao giờ nói. Trong Quỷ Cốc Tử Mưu Thiên, Quỷ Cốc Tử giảng khi giao thiệp với người khác cần chú ý đến năm trạng thái cấm kỵ sau. Người bệnh nói năng uể oải, thiếu tinh thần, làm việc gì đều không đến nơi đến chốn, không có chí cầu tiến. Người oán hận, thích phàn nàn, đầy năng lượng tiêu cực, gặp chuyện thì không có chủ kiến, không đi giải quyết, bi quan tiêu cực. Người lo lắng, đa sầu đa cảm, tình cảm quá phong phú, đắm chìm trong thế giới bản thân, khiến người khác hụt hẫng. Người tức giận, cảm xúc mất kiểm soát, hỉ nộ thái quá, ngôn từ quá khích. Người hoan hỷ, đắc ý vênh váo, khi làm việc thì lên giọng,
ăn nói không lựa lời, dễ khiến người ta ganh ghét, vui quá hóa buồn. Khi một người phàn nàn, than nghèo, mang theo năng lượng tiêu cực, không biết thỏa mãn, thì phúc khí mang trên thân sẽ chạy đi mất. Làm việc gì cũng không hăng hái, mọi việc cứ qua loa là xong. Cư xử tiêu cực và kết quả là sống càng không hài lòng. Gia đình thịnh vượng, nhân sinh mới được mỹ mãn. Cần học biết cách hài lòng và học cách nói hài lòng. Mây đen thì kéo mưa, người điên cuồng thì có tai họa. Con người hành sự không nên ngang ngược điên cuồng, phúc họa duyên rủi tự mình gánh lấy. Cần học hiểu cách kiểm soát cảm xúc của bản thân. Trong bất kỳ tình huống nào cũng không được xuất ngôn ngông cuồng. Muốn có mệnh phú quý, đầu tiên tu dưỡng miệng phú quý. Quý vị thân mến, một người nếu như luôn giữ tâm thái hòa ái, biết cảm ơn và yêu thương người khác, thường xuyên tươi cười, độ lượng, suy nghĩ tích cực, sẽ dần dần chuyển biến năng lượng từ trường của bản thân theo hướng tích cực. Suy nghĩ tiêu cực, nhỏ nhen, oán giận, độc ác sẽ dần dần thay đổi năng lượng từ trường của chúng ta theo hướng xấu đi. Theo đó, những người khôn ngoan là người luôn chú ý điều này để cải biến vận mệnh cuộc đời, từ đó ngày càng hạnh phúc và giàu có hơn. Từ cổ chí kim, bất luận là người có tin vào thần Phật hay người không tin vào thần Phật, nhưng đối với mệnh thì họ lại vô cùng tin tưởng. Vậy mệnh này do ai an bài? Chính là thiên định. Trong văn hóa của người phương Đông, thường thì mọi người đều coi trọng bát tự, bởi bát tự đối ứng với vận mệnh. Mệnh hung cát khác nhau, bát tự cũng sẽ khác nhau. Lấy một ví dụ, bất luận là thời cổ đại hay ngày nay, mọi người đều cho rằng đọc sách là cách tốt nhất để cải biến vận mệnh của mình. Thập niên hàng sông vô nhân vấn, nhất cử thành danh thiên hạ tri. Ý nói là 10 năm đèn sách không ai hỏi, một sớm thành danh lắm kẻ tường. Ngoài ra, có một số người không tin vào nhân quả, không tin thiện ác hữu báo, sẵn sàng thay đổi vận mệnh bằng mọi giá, miễn là có thể đưa mình đến thành công thì họ sẵn sàng bất chấp thủ đoạn. Và đương nhiên, phần lớn những người này cuối cùng đều thân bại danh liệt, hoặc giả tổn thọ, mạng vong. Cái được gọi là thành công đó cũng chẳng ích gì. Vậy làm sao để thay đổi vận mệnh? Chuyện kể rằng, vào triều đại nhà Minh, có một thư sinh tên là Tôn Hậu. Gia đình bần cùng, đành phải vượt sông đi dạy học để kiếm sống. Về sau, Tôn Hậu lại đến gia đình nhà họ Trương ở đường Tây làm công việc ghi chép để đổi lấy miếng ăn. Một hôm, đêm đã khuya, tỳ nữ nhà họ Trương vụng trộm chạy đến gian phòng mà Tôn Hậu đang ngủ. Tôn Hậu biết rõ ý tứ của tỳ nữ này nên đã lớn tiếng nói: Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói rằng, tam thai, bắt đẩu, tam thi thần lúc nào cũng theo sát chờ đợi sẵn để ghi chép lại hết sai lầm của từng người. Tưởng rằng đêm khuya tĩnh lặng không người mà Thượng Thiên không biết hay sao? Tôn Hậu đã nghiêm khắc cự tuyệt. Tuy nhiên, sự việc này lại bị vị thầy giáo dạy học của nhà họ Trương nhìn thấy. Ông ta liền lén lút gọi mời tỳ nữ này đến gặp gỡ để từ thông. Đến Tết Đoan Ngọ, ông thầy giáo đó đột nhiên phát bệnh ung nhọt, toàn thân đau nhức, không có cách nào chữa trị. Lúc này, chủ nhà đành phải mời Tôn Hậu lên làm thầy giáo đứng lớp chính. Một hôm, Tôn Hậu gặp người chú của mình tại gian khẩu. Người chú này kinh ngạc nói: Bởi vì con trai của ta bị bệnh nên ta đến miếu thờ Thành Hoàng cầu nguyện. Đến lúc trời tối, ta ngủ luôn ở đó, không ngờ mơ thấy thần Thành Hoàng ngồi trên điện. Sau đó, vị thần Thành Hoàng kêu thuộc hạ dâng cuốn sổ ghi chép những người có mệnh bị chết đói lên để sửa đổi. Từng tên được đọc lên, khoảng chừng mười mấy người, thì ta nghe thấy có tên của cháu. Ta hỏi vị quan sứ, vì sao mà Tôn Hậu lại được cải sửa? Vị quan sứ nói, trong bổn mệnh của người này,
vào năm 46 tuổi sẽ bị chết đói nơi đất khách quê người. Nhưng bởi vì vào đêm ngày 18 tháng 4 năm nay, anh ta đã nghiêm khắc cự tuyệt thông dâm với một tỷ nữ, cho nên sẽ kéo dài tuổi thọ của anh ta thêm 24 năm, đồng thời sửa lại số mệnh phải chịu đói khát thành được hưởng bổng lộc. Nói đến đây, người chú này liên tục chúc mừng Tôn Hậu. Về sau, học sinh theo học Tôn Hậu càng ngày càng đông. Mỗi năm tiền học phí mà Tôn Hậu thu được lên đến hơn 100 lượng vàng. Đến năm 36 vạn lịch, Tôn Hậu 46 tuổi. Quả nhiên năm đó mất mùa, giá gạo vô cùng đắt đỏ. Những người nghèo hầu như không có tiền mua, người chết đói vô cùng nhiều. Nhưng Tôn Hậu không những tránh được kiếp nạn này, mà còn sống cho đến cuối đời vẫn hết sức giàu có. Tôn Hậu thọ đến năm 70 tuổi, không bệnh mà qua đời, ứng nghiệm với lời nói năm xưa ở miếu Thần Hoàng. Lại nói về vận và những cách cải vận tốt nhất. Vận là một loại từ trường mang theo tự thân của mỗi người. Mặc dù vận thế là do thiên định an bài, tuy nhiên chúng ta có thể cải đổi từ trường của chính mình. Trong những mối quan hệ thường ngày, chúng ta dễ nhận thấy rằng có một số người khiến ta vừa gặp đã mến, có người lại khiến ta có cảm giác khó chịu. Đây chính là từ trường hai bên tạo thành. Chuyện kể rằng, Cam La 12 tuổi làm tể tướng, Khương Thượng 80 tuổi mới gặp Văn Vương. Vận ở đây có thể hiểu là một loại từ trường từ tiên thiên mang lại. Vận thế cũng còn được gọi là vận khí, ứng với sự biến hóa của thiên thể vũ trụ. Ví như khí hậu bốn thời, xuân hạ thu đông, Nam Bắc khác biệt. Mạnh Tử từng nói, đạt tắc kim tế thiên hạ, cùng tắc độc thiện kỳ thân. Ý tứ là, khi vận thế tốt thì nên giúp đỡ người khác, khi vận thế không hay thì nên chăm sóc lấy mình. Bản tính tiên thiên của chúng ta mang theo vận khí của chính mình, vậy nên vận cũng mang ý nghĩa chuyển động. 10 năm thì vận lớn, 5 năm vận nhỏ. Ngoài ra, còn cần phải căn cứ theo thiên can, địa chi và sự liên đới với sinh thần tương sinh tương khắc của mỗi người. Ta sẽ thấy được vận khí mỗi năm mỗi khác, mỗi người mỗi khác. Một người nếu như luôn giữ tâm thái hòa ái, biết cảm ơn và yêu thương người khác, thường xuyên tươi cười, độ lượng, suy nghĩ tích cực và dần dần chuyển biến năng lượng từ trường của bản thân theo hướng tích cực. Suy nghĩ tiêu cực, nhỏ nhen, oán giận, độc ác sẽ dần dần thay đổi năng lượng từ trường của chúng ta theo hướng xấu đi. Tâm thái tích cực không chỉ chuyển biến từ trường xấu thành tốt cho bản thân, mà còn hấp thụ những người khác có cùng từ trường tốt đến với mình, tạo nên những mối quan hệ tốt. Và đương nhiên, vận cũng nhờ đó mà đổi thay, cơ hội tốt sẽ đến nhiều hơn. Vậy nên, thái độ tích cực chính là cách tốt nhất để cải vận. Quý vị thân mến, người xưa từng giảng, con người có nợ thì phải hoàn trả. Trong dòng lịch sử dài này, trong vòng luân hồi chuyển kiếp này, rất có thể vì chúng ta đã từng làm tổn thương người khác, cho nên giờ đây ta mới bị điều gì đó làm tổn hại lại mình. Vậy, quy luật nhân quả trong đời sống hiện nay được vận hành như thế nào? Có mối liên hệ nhân duyên gì giữa người với người? Quý vị hãy lắng nghe để hiểu rõ hơn nhé. Cách đây rất lâu, một hôm, hai doanh nhân đã bị con bò làm mất tính mạng khi đang đi trên đường. Chủ nhân của con bò vì sợ để lại con bò dữ này sẽ khiến mình gặp nhiều rắc rối trong tương lai nên đã bán con bò với giá rẻ mạt. Khi người chủ mới mua bò về nhà, đi nửa đường, anh ta đến một con sông muốn cho bò uống nước. Nhưng con bò không những không uống nước mà còn trở nên hung hãn và hại người chủ mới mất đi tính mạng. Gia đình không khỏi tức giận khi biết chuyện, liền làm thịt con bò rồi đem ra chợ bán. Một con bò đã giết chết 3 người trong một ngày. Tai nạn bất thường này khiến mọi người bàn tán xôn xao. Sau đó, tin tức này cũng đến tai vua Ba La. Ông cũng thấy khó tin và nghĩ rằng chắc hẳn là có một số nguyên nhân,
nên đã đích thân đến hỏi ý kiến Đức Phật. Đức Phật giải thích rằng, trong tiền kiếp, có ba thương nhân gặp nhau làm ăn ở nơi khác. Để tiết kiệm tiền bạc, không thể ở khách sạn, nên họ đến nhà một bà lão. Ban đầu, hai bên đồng ý trả tiền thuê nhà cho bà cụ. Nhưng vào ngày hôm sau, ba người buôn bán lẻn đi trong khi bà cụ đã ra ngoài. Khi bà lão quay lại, phát hiện bà này rất tức giận nên đuổi theo đòi nợ họ. Bà doanh nhân đang mang hành lý nặng nề, bị bà lão đuổi kịp cách đó không xa. Nhưng ba người này cho rằng mình đủ lớn để không bị bắt nạt, nên đã xúc phạm bà bằng nhiều lời lẽ thô tục. Bà lão không còn cách nào khác, đành giận dữ nói với họ: "Các người lưu manh ức hiếp ta vì già và cô đơn. Kiếp sau chắc chắn sẽ phải chịu quả báo. Dù kiếp này ta không làm được gì, nhưng ta nhất định sẽ chờ các ngươi. Dù kiếp sau có được làm người hay không, báo thù ta sẽ báo oán các ngươi." Đức Phật nói tiếp: "Con bò tót hung dữ là hậu họa của bà lão. Ba người bị con bò tót hút chết cùng ngày chính là ba doanh nhân ức hiếp bà lão." Câu chuyện này không chỉ cho thấy luật nhân quả, mà còn cho thấy sự ân oán ghê gớm. Hành động của ba thương nhân chắc chắn là đáng khinh thường, nhưng họ chưa phải đến mức quả báo cho việc mất mạng. Nhưng nỗi uất hận khủng khiếp của bà cụ như một lời nguyền độc địa, không chỉ tự nguyền rủa mình vướng vào lưới nghiệp chướng, mà còn thôi thúc làm xấu đi mối quan hệ nhân quả vốn không nghiêm túc. Vì ân oán, họ phải trả nợ nhau, và một bi kịch quả báo ân oán lâu dài không thể ngăn cản. Khi người ta xuất niệm báo thù, thì trong bi kịch này, mọi thứ đều sẽ bắt đầu sắp đặt để nó diễn ra trong tương lai. Từ câu chuyện này, chúng ta có thể thấy lòng oán hận của con người mạnh mẽ như thế nào. Nếu chúng ta chuyển hóa nguyện vọng này thành lòng tốt, sẽ thật tuyệt khi sử dụng nó ở một nơi đẹp, và chúng ta có thể luân hồi đến một nơi tốt đẹp. Cổ nhân có câu: quý vị và các bạn đã theo dõi video quá trên kênh Lắng Đọng Nhàn Đàm Mạch Luận Nhân Phi. Kính chúc quý vị và các bạn ý nói rằng những điều tốt ngồi đẹp yên nhất tĩnh, thường đừng xuyên quên nhấn đăng ký và nhấn trò chuyện để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Đây nhé. Là cảnh giới chỉ chương có thể trình đây đã hết oán hận trong lòng và mới gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Cổ ngữ còn nói: nhĩ bất nhân, ngã bất năng bất nghĩa. Ý nói rằng người bất nhân ta không thể bất nghĩa. Học được quên đi, đối xử thiện với hết thảy các sinh mệnh, buông bỏ tâm oán hận là căn nguyên để thiện giải lòng người. Người không oán, không hận là người đạt đến cảnh giới từ bi. Quý vị thân mến, người có trái tim lương thiện thì dẫu trải qua mưa giông, gió lớn, đi từ núi cao xuống vực sâu, thoáng gặp con người với những thái độ sống khác nhau, vẫn sẽ duy trì một trái tim kiên trì và thuần khiết. Họ bước qua hiện thực của đường đời, cảm hóa môi trường xung quanh, trân trọng bản thân, đối diện với giông bão bằng nụ cười bình thản. Quý vị thân mến, nếu tiền bạc là bằng chứng cho sự giàu có về vật chất, trí tuệ được xem như sự giàu có về tinh thần, thì bạn bè là minh chứng cho cả hai điều đó. Cuộc sống có thể thiếu đi nhiều thứ, nhưng không thể nào thiếu những người bạn. Trong đối nhân xử thế, việc có thể kết giao với người đáng tin cậy, đó là một cái phúc rất lớn. Có thể đồng hành với nhau lại càng đáng quý biết bao. Nhưng khi ta giao thiệp với những người tiêu cực, ngược lại sẽ khiến tâm hồn chúng ta bị lấp đầy bởi nguồn năng lượng tiêu cực. Vì vậy, hãy tránh xa 5 loại người sau đây. Thứ nhất, tuyệt giao với người hay than thở, oán trách. Trong cuộc sống, có nhiều người gặp khó khăn thì vui vẻ đối mặt, tìm hướng giải quyết. Nhưng có nhiều người thì lại luôn oán trách trời đất bất công, than thở rằng bản thân không bằng người khác. Những lời than thở, oán trách đó cũng như một bệnh truyền nhiễm, khiến mọi người xung quanh lâu ngày nhiễm phải rồi dần dần cũng trở nên tiêu cực,
bi quan ở mọi việc. Những người hay than thở, oán trách cũng là những người chỉ biết nghĩ đến bản thân, lúc nào cũng cho rằng bản thân thiệt thòi hơn người, sống ích kỷ, không biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Đối với những người này, chúng ta càng nên tránh kết giao càng tốt. Đừng để sự tiêu cực của họ xâm chiếm cuộc sống của bạn. Thứ hai, tuyệt giao với người hám món lợi nhỏ. Quỷ Cốc Tử từng nói: "Tiểu tri nhi bất đại giải, tiểu năng nhi bất đại thành, quy tiểu vật nhi bất tri đại luân giả tất tu tuyệt giao." Ý nói rằng, trí nhỏ thì không thể hiểu việc lớn. Làm được việc nhỏ mà không thể làm việc lớn, coi trọng lợi ích nhỏ mà quên đi đạo đức nhân luân, loại người này nhất định phải tuyệt giao. Người có chút thông minh mà không hiểu biết rộng, có năng lực nhỏ nhưng không làm nên việc lớn, coi trọng lợi ích nhỏ mà xem thường đạo đức nhân luân, loại người này phải tuyệt giao. Một số người chỉ sẵn sàng đi xin chứ không muốn trả giá, đặc biệt tham món lợi nhỏ, yêu thích mượn gió bẻ măng, thấy có lợi ích liền đến, tính toán chi li, không nhịn được những thiệt thòi trước mắt. Loại người này sẽ không làm việc một cách trung thành và toàn tâm toàn ý. Họ bưng bát cơm đầy nhưng vẫn cố nhìn nồi cơm, luôn lo nghĩ làm sao để lấy được báo đáp. Những người này cho bao nhiêu cũng không đủ và không bao giờ nghĩ đến đền ơn đáp nghĩa người khác. Thứ ba, tuyệt giao với những kẻ chỉ vì lợi. Quỷ Cốc Tử nói: "Nhược ẩm thực dĩ thân, hóa lộ dĩ giao, tổn lợi dĩ hợp, đắc kỳ quyền dự nhi ẩn vu vật giả, tất tu tuyệt giao." Câu này có nghĩa là, ví như cái ăn thức uống cũng dựa dẫm vào người thân, ngoại giao dùng hối lộ, sợ mất lợi ích mà chọn hợp tác, ỷ vào quyền thế mà làm việc ngấm ngầm hại người, loại người này cần phải tuyệt giao. Nếu một người chỉ vì vui chơi giải trí mà kết giao với người khác, dùng của đút lót để tạo mối quan hệ, kéo bè kết phái hãm hại người khác, một khi đạt được lợi ích, loại người này sẽ không quan tâm đến tình người. Đây đúng là loại người tham lam hèn hạ. Trên thế giới này luôn có những người hám lợi. Khi đạt được lợi ích rồi thì liền không quan tâm và nhớ đến trả ơn người đã giúp đỡ mình. Bởi vì đối với họ mà nói, ân nhân cũng chỉ là một quân cờ, một công cụ giúp việc mà thôi. Loại người này chúng ta tuyệt đối không thể kết giao, bởi vì để tránh một ngày nào đó họ bán đứng chúng ta. Thứ tư, tuyệt giao với người mà ngôn hành bất nhất. Quỷ Cốc Tử nói: "Ngôn hành bất loại, chung thủy tương bội, ngoại nội bất hợp, nhi lập giả tiết dĩ cảm thị thính giả, tất tu tuyệt giao." Tức là nói một đằng làm một nẻo, trước sau mâu thuẫn, trong ngoài không khớp, dùng giả dối để đối đãi với mọi người, loại người này nên tuyệt giao. Nếu lời nói và việc làm của một người không nhất quán, đầu và cuối trái ngược nhau, nội tâm và tướng mạo bề ngoài không khớp nhau, dùng lễ tiết giả tạo để mê hoặc lòng người, thì nên tuyệt giao với loại người này. Tử Cống từng hỏi Khổng Tử: "Thế nào mới là người quân tử?" Khổng Tử có trả lời rằng: "Có thể làm tốt những gì muốn nói, sau đó mới nói lời ra khỏi miệng." Mặc dù câu nói này của Khổng Tử rất đơn giản, nhưng đã đủ để nói lên điểm trọng yếu của một người quân tử. Bản thân câu này cũng chỉ ra việc giữa lời nói và việc làm phải hợp nhất, nghĩa là lời nói phải đi đôi với việc làm. Khổng Tử nói: "Người không đáng tin thì chẳng có gì cả." Nghĩa là những người không xứng đáng với lòng tin của người khác thì làm gì cũng chẳng thuận lợi. Nói được làm được thì thành công nhất định sẽ đến. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu không có lòng tin thì đừng nên thề thốt trước mặt người khác. Những người nói được mà không làm được thường bị nhìn nhận là không đáng tin. Từ đó về sau sẽ không còn ai tin tưởng nữa. Khổng Tử từng nói: "Hoa ngôn xảo ngữ,
loại người này đại đa số đều vì lợi ích bản thân mà làm việc. Người không đáng tin, không có trách nhiệm, nhất định không nên qua lại hay kết giao. Thứ năm, tuyệt giao với người thâm nho khó đoán. Trong cuộc sống, những người hay mắng chửi kẻ khác thường không nguy hiểm bằng những kẻ có giả tâm, tính cách thâm hiểm. Những người này trong lòng luôn tính toán, lên kế hoạch cho những việc xấu. Với những người như thế này, càng ít tiếp xúc càng tốt, vì biết đâu có ngày mình sẽ trở thành nạn nhân bị họ hãm hại. Kẻ hai mặt thường giả vờ giúp đỡ khi ở trước mặt người khác, nhưng sau lưng lại giở trò hãm hại, nói xấu. Kẻ đáng sợ nhất chính là kẻ có gương mặt hiền lành, lương thiện, nhưng mưu mô, tính toán. Cũng vì vậy mà những người này thường ẩn mình rất kỹ, khó nhìn được bộ mặt thật của họ. Chính vì vậy, cần phải đặc biệt cẩn thận khi giao tiếp với họ để tránh bị hãm hại. Quý vị thân mến, cuộc đời mỗi người trên thế gian đều khác nhau. Có người cả đời đều cát tường như ý, mạnh khỏe trường thọ. Có người thì trung niên gian khổ, về già mạnh khỏe yên bình. Có người thì tuổi trẻ vang danh, tuổi già cô đơn khổ cực. Có người thì cả đời trắc trở gian nan, mọi việc đều không như ý. Nếu như mệnh là do trời định trước, thì vận lại nằm trong tay mỗi người. Cổ nhân nói, ba điều dưới đây giúp ta thay đổi vận mệnh cuộc đời. Điều thứ nhất, thái độ biết ơn. Cuộc sống này là một cái gương vô hình. Bạn cười, nó cũng cười. Bạn khóc, nó cũng khóc. Bạn biết ơn cuộc sống, thì chắc chắn cuộc sống sẽ ban tặng ánh dương rực rỡ nhất. Nhưng nếu bạn không biết ơn, chỉ biết oán trời trách đất, cuối cùng sẽ chẳng còn gì. Chiếc lá rơi trong không trung như đang viết nên khúc nhạc về lòng biết ơn. Đó chính là sự biết ơn của cây to đối với đất đai đã nuôi dưỡng nó. Vầng mây trắng lơ lửng trên bầu trời xanh biếc như vẽ nên từng khung cảnh xúc động lòng người. Đó chính là sự biết ơn trời xanh đã chăm sóc cho nó. Biết ơn là sự thừa nhận. Sự thừa nhận này có lẽ là sự thừa nhận xuất phát từ trong tâm hồn của mỗi chúng ta. Biết ơn là sự kính phục. Sự kính phục này có lẽ là sự đáng kính cuộn trào trong xương máu. Biết ơn là biểu hiện của sự khắc cốt ghi tâm đối với ân huệ. Chính là tình cảm vương vấn trong lòng của mỗi người mà không bao giờ quên ân tình của người khác. Biết ơn là một triết lý sống, là trí tuệ vĩ đại trong cuộc sống. Lòng biết ơn có thể xóa bỏ mọi oán hận trong lòng. Biết ơn chính là thái độ sống, là phẩm chất đạo đức, là những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng. Khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời, người chúng ta phải cảm ơn chính là một người xuất hiện trong đoạn đường trưởng thành của chúng ta, và chúng ta cảm ơn tất cả. Lòng biết ơn khiến tôi hiểu được tấm lòng của cha mẹ trên đời này vô cùng quý giá. Lòng biết ơn khiến chúng ta hiểu ra niềm vui phụng dưỡng tổ tiên. Lòng biết ơn khiến chúng ta hội ngộ được sự tươi đẹp của ánh mặt trời. Biết ơn hoa thơm chim hót. Biết ơn xuân tươi rạng ngời. Biết ơn sinh mệnh phi thường như thế. Lòng biết ơn xuất phát từ đáy lòng. Người xưa có câu, ơn một giọt nước, trả một dòng sông. Càng huống hồ là cha mẹ, bạn bè cùng với các thầy cô đã tận tâm bồi dưỡng cho chúng ta. Biết ơn những người đã làm tổn thương bạn, chính họ đã tôi luyện ý chí bạn. Biết ơn những người khích lệ bạn, vì chính họ đã giúp bạn tràn đầy tự tin. Biết ơn người trao tặng tri thức cho bạn, vì chính họ đã soi sáng con đường phía trước. Biết ơn người nuôi dưỡng bạn, vì chính họ đã cho bạn ăn no, mặc ấm. Biết ơn người đã giúp đỡ bạn, vì chính họ đã giúp bạn tìm lại tia hy vọng. Biết ơn những người chê cười bạn, vì chính họ đã khơi dậy lòng tự tôn trong bạn. Học cách biết ơn thì cuộc sống của bạn hạnh phúc hơn. Hãy gác lại những tham vọng, để mưa bụi gột rửa những dấu vết trong tâm hồn của bạn. Điều thứ hai là giữ lời hứa. Trong cuộc sống, hứa và thực hiện lời hứa
chính là chìa khóa mở ra cánh cửa niềm tin của người khác dành cho bạn. Nhưng hứa mà không làm cũng chính là con dao cắt đứt đi sợi dây niềm tin, sự uy tín của bạn. Nhiều người chúng ta vẫn luôn biết giữ lời hứa, giữ chữ tín là điều quan trọng để làm nên giá trị của một con người. Nhưng trong cuộc sống bon chen vội vã, trong tâm trí còn rất nhiều việc phải làm, nên chúng ta thường bỏ qua hoặc lãng quên đi những lời hứa với người khác. Nhưng bạn có biết không? Cổ nhân từng nói rằng, một lần bất tín, vạn lần bất tin. Ý là, nếu một lần bạn không giữ chữ tín, thì sau này những người bị bạn thất hứa sẽ không còn tin tưởng lời hứa của bạn nữa. Và vị trí của bạn trong lòng người khác cũng sẽ bị hạ thấp xuống. Thực sự thì lời hứa đối với mỗi người là khác nhau. Nhưng đừng tùy tiện dùng nó khi bạn biết là sẽ làm cho người khác hy vọng vô căn cứ. Bạn chỉ nên hứa hẹn khi biết rằng điều mình nói chắc chắn được thực hiện. Thực tế đã chứng minh rằng, những người thành công thường là những người coi trọng lời hứa. Một khi đã nhận lời hứa với ai, cho dù lời hứa đó có thể làm họ mất mát nhiều thứ, thì họ vẫn nhất quyết thực hiện bằng được. Bởi vì với những người này thì lời hứa chính là sinh mệnh thứ hai của họ. Vào thời Đông Hán, có một vị quan đức hạnh rất tốt, tên gọi là Quách Cấp. Ông đảm nhiệm một chức quan địa phương ở một nơi. Khi ông đi tuần ở một thôn, đột nhiên có một đám trẻ chạy đến trước mặt nói với Quách Cấp: "Thưa đại nhân, lần sau khi nào ngài lại đến ạ?" Quách Cấp tính thời gian, sau đó nói với đám trẻ: "Vào ngày đó, năm đó, ta sẽ lại đến nơi này." Ông nói xong, đám trẻ liền tiễn ông đi. Lần sau, Quách Cấp lại đến nơi này để đi tuần, có sớm hơn một ngày so với thời gian đã hẹn đám trẻ. Quách Cấp liền nói với người hầu: "Hôm nay chúng ta không được vào." Vì Quách Cấp đã thất tín với đám trẻ thế này, nên ông đứng ở chòi hoang ngoài thôn đợi một đêm. Đến sáng ông mới vào trong thôn, còn đám trẻ đó đều đã đợi ông ở đó. Quách Cấp đã làm được già trẻ đều phải tôn trọng. Dù con trẻ có nhỏ đi nữa, cũng không muốn thất tín với chúng. Cho nên, Quan Vũ Đế vô cùng khen ngợi đức hạnh của ngài Quách, phong ngài là Chí Tín. Uy tín của ông đã đạt đến cực điểm. Có thể nói, giữ lời hứa là một trong những việc làm khó khăn nhất của con người. Trước khi hứa phải suy nghĩ cẩn thận, xem mình có đủ khả năng để thực hiện lời hứa được hay không, và đã hứa thì phải giữ. Nếu không thực hiện được thì phải gánh chịu hậu quả, không được che giấu, lờ đi hoặc đổ lỗi cho người khác. Việc giữ lời hứa không chỉ chứng minh rằng bạn là người đáng tin cậy, mà còn chứng minh bạn rất đáng để người khác ủy thác trách nhiệm. Còn nếu không giữ lời hứa, người khác sẽ không những không tin tưởng bạn mà còn xa lánh bạn. Người xưa có câu: "Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay." Câu nói này mang ý nghĩa khẳng định tầm quan trọng của việc giữ đúng lời hứa, cũng là giữ đúng chữ tín cho tất cả những lời nói và hành động của mình. Một khi đã hứa thì nhất định phải làm. Còn nếu không làm được thì đừng nên nói ra để không ảnh hưởng niềm tin của những người xung quanh. Lời hứa trong cuộc sống không chỉ là sự tôn trọng dành cho người khác, mà đó còn là tôn trọng danh dự của chính mình. Thứ ba, trân trọng từng khoảnh khắc. Cuộc sống này chẳng bao giờ chờ đợi một ai cả. Nó trôi qua rất nhanh theo từng năm tháng. Mỗi người chúng ta đôi khi lại không thể sống một cuộc sống trọn vẹn, sống một cách vô ích. Chúng ta không thể nào cứ mãi sống dựa vào quá khứ hay là chờ đợi một điều viển vông nào đó trong tương lai, nhưng lại chẳng có một chút nỗ lực nào cả. Từ bây giờ, hãy sống một cuộc sống của cuộc đời mình, sống cho từng khoảnh khắc và sống trọn vẹn một đời người. Ý nghĩa của khoảnh khắc rất dễ hiểu. Nó chính là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi, nó trôi qua cực kỳ nhanh chóng và không lặp lại. Đây cũng chính là một cơ sở để tạo nên điều đó và tạo nên toàn bộ thời gian của cuộc đời mình. Những khoảnh khắc mà mình trải qua, nó có vai trò và những ý nghĩa rất lớn đối với cuộc đời của mỗi con người.
những khoảnh khắc dù cho vui hay buồn đi chăng nữa, thì nó cũng đều góp một phần công sức làm cho cuộc sống của mình như một bức tranh đầy màu sắc. Những khoảnh khắc mà chúng ta đã trải qua, nó tạo nên một điều gì đó rất đáng nhớ. Nó làm cho cuộc đời của mình càng thêm ý nghĩa. Có rất nhiều khoảnh khắc trôi qua một cách vô nghĩa, nhưng cũng có rất nhiều khoảnh khắc nó rất giá trị, dù cho có trả giá bao nhiêu thì cũng không thể lấy lại được. Chỉ cần là một khoảnh khắc nhỏ thôi thì nó cũng có thể quyết định được một cuộc đời, quyết định được định vị của một ai đó và thậm chí là cả số phận của họ và cả nhân loại này nữa. Cuộc đời này rất ngắn ngủi, từng khoảnh khắc đi qua chúng ta cần phải biết trân trọng nó. Hãy có một thái độ sống thật đúng đắn. Cuộc sống trôi qua rất nhanh theo thời gian. Mỗi người chúng ta không thể để cuộc sống trôi qua một cách vô ích. Chúng ta không thể sống chỉ dựa vào quá khứ hay cứ trông chờ vô vọng vào tương lai mà không có bất kỳ sự nỗ lực nào từ hiện tại. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình. Hãy sống hết mình và đừng lãng phí cuộc đời này. Hãy tạo nên những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất để chúng ta có thể khắc ghi nó mãi mãi. Quý vị thân mến, cuộc sống của chúng ta không đòi hỏi quá nhiều. Trái tim không thèm khao khát những điều xa xôi. Chỉ cần một nơi an yên để nương tựa. Hạnh phúc không nằm trong thành tựu lớn, mà chính là niềm vui tìm thấy trong những điều đơn giản. Hãy trân trọng những chốn an bình đã có và hướng tới cuộc sống đúng với ý nghĩa của mỗi người. Bởi vì đời người phiền muộn chỉ vì toan tính, đau khổ bởi quá truy cầu. Những lúc đau lòng chỉ cần một vòng tay ấm áp. Những lúc tủi thân chỉ mong có người để ta dốc bầu tâm sự mà không e ngại gì. Trong chuyện tình cảm, điều ta cần cũng không nhiều, chỉ cần hai người có thể hiểu lòng nhau. Trân quý mỗi một phần tín nhiệm, giữ chắc mỗi một phần ung dung. Với tình cảm, cần thật lòng, thật ý. Với duyên phận, cần vô cùng dụng tâm. Một đời vốn chẳng dài lâu, có thể gặp được nhau thì hãy cố gắng giữ gìn, trân quý, yêu thương. Tình yêu không phải trò đùa, tình cảm cũng không phải giỡn chơi. Đừng nên tùy tiện làm tổn thương một người, cũng đừng tùy tiện làm tổn thương một trái tim. Thời gian có thể chữa lành vết thương bên ngoài da thịt, nhưng lại không thể hàn gắn được vết thương trong lòng. Năm tháng có thể tiêu mòn tấm thân xác thịt, nhưng lại không thể mang đi hồi ức khiến ta tạc dạ ghi lòng. Biết bao nhiêu người suốt cả một đời không tìm được tình yêu thật sự. Biết bao mối duyên phận bất tri bất giác lỡ làng cả một đời. Quen người rời đi là một thái độ, khắc sâu đáy lòng lại chính là một vết thương. Một trái tim khi đã tổn thương rồi sẽ trở nên tê dại, khó có lại được cảm xúc. Một tình yêu đến rồi lại đi, xa dần tan biến mất, chẳng còn lưu lại chút gì. Hãy trân quý người hiểu bạn, nguyện ý nuông chiều bạn, yêu thương bạn. Người ta sống trên đời vốn dĩ đã rất khó, cớ chi phải làm khổ bản thân, xem nhẹ tình yêu chân thật. Lòng người phiền muộn là bởi quá nhiều những mưu mô toan tính. Đời người đau khổ là bởi chấp trước quá nhiều. Cuộc sống khó khăn là bởi cứ khăng khăng ôm giữ, không chịu buông xuống. Trong cuộc đời, bạn để tâm cái gì, cái đó sẽ giày vò bạn. Bạn toan tính cái chi, cái đó sẽ quấy nhiễu bạn. Dù cho chuyện lớn khắp trời, khi bạn dùng tâm thái thuận theo tự nhiên để đối mặt, chính là sẽ phát hiện thật ra chẳng có gì, chỉ là bản thân nghĩ quá phức tạp thôi. Có rất nhiều sự tình thoảng qua chỉ như một cơn gió, dẫu là phức tạp hay đơn giản, nói chung đều sẽ qua đi. Hãy để tấm lòng thoáng đãng, cởi mở thoải mái. Xem nhẹ rồi, đúng sai phải trái đã không còn quan trọng nữa. Buông xuống rồi, thành bại được mất cũng chẳng đáng khổ tâm. Ngày hôm qua không kể tốt xấu thế nào, đều đã qua đi. Ngày mai không kể thành bại ra sao,
dù sao chuyện vẫn còn chưa xảy đến. Hôm nay không kể được mất, đều phải đối mặt. Đây chính là cuộc sống. Có một số việc, không phải cố gắng hết sức thì có thể hoàn mỹ. Có những tình cảm, không phải trân quý thì sẽ bền lâu. Có những nước mắt, không phải đều là chua xót khổ sở. Có những nụ cười, không hoàn toàn là vui vẻ. Cuộc sống luôn làm cho người ta không nói được lời nào. Đời người luôn làm cho người ta bất đắc dĩ. Cùng là sự tình như vậy, nhưng kết cục lại không giống nhau. Cùng là cố gắng, không nhất định thành tựu như nhau. Đời người luôn là vô tình như vậy, phó xuất không nhất định có được hồi báo. Cố gắng không nhất định có được hiệu quả. Mỗi một người đều có những lúc tổn thương. Nếu xin lỗi mà hữu dụng, còn cần chi đến những lời hứa hẹn? Nếu tha thứ có thể giải quyết vấn đề, thế thì tín nhiệm lại là vật gì đây? Có những người duy chỉ có đau thấu tâm gan mới có thể hoàn toàn mở rộng tầm mắt. Có những sự tình cảm duy chỉ có kịch hết người đi mới hiểu được tùy duyên là thế nào. Khi bạn để tâm đến người khác, hãy nghĩ thử xem, phải chăng người khác cũng để tâm đến bạn? Khi bạn xem nặng tình cảm quá, hãy thử hỏi lòng mình xem tình cảm đó đáng để bạn trân quý hay không? Cái giá của tổn thương thật quá đắt đỏ. Không ai có thể nguyện ý mua tờ hóa đơn này thay cho bạn được. Tổn thương không đáng sợ. Đáng sợ là bạn không còn nguyện ý kiên cường thêm nữa. Hãy đối tốt với bản thân, bởi con người ta sống không phải là vì những nỗi buồn kia. Một khi tấm lòng thoáng đãng, niềm vui sẽ nhiều hơn. Tấm lòng nhỏ nhen chỉ khiến nỗi buồn tăng thêm. Cuộc sống này nguyên không phải chuyện gì cũng thuận tâm. Đời người này sẽ không đâu đâu cũng được như ý. Có lẽ có những phiền não là người khác mang đến, và cũng có những cảm xúc là tự bản thân tìm lấy. Không kể những phiền não đó đến như thế nào, không kể những cảm xúc đó có được ra sao, chỉ cần xem nhẹ, lòng sẽ thản nhiên. Hãy cho tâm bạn một sự an lạc, cho tình cảm một phần ổn định. Như thế, cuộc sống sẽ có thêm niềm vui. Cuộc sống ngắn ngủi, hãy đối xử với nhau một cách tử tế và chân thành. Đôi khi, một chút quan tâm và nhân ái có thể làm thay đổi cả một đời người. Hãy để lại những vết tích tốt đẹp, và hãy là người giúp đỡ, chứ không phải người rời đi. Quý vị thân mến, là người ắt có sự nóng nảy. Gặp việc khó khăn, có người để sự bốc đồng khỏa lấp. Có người lại luôn giữ được sự bình tĩnh, tỉnh táo, gặp chuyện gặp người, hòa hòa khí khí, khống chế được sự nóng nảy, dùng sự hào sảng định nghĩa nên một cuộc đời ung dung tự tại của mình. Sau đây là lời cổ nhân dạy: thắng ở hòa khí, bại tại nóng tính, thành tại rộng lượng. Thứ nhất, đời người thắng tại hòa khí. Trong kinh dịch có câu tục ngữ nổi tiếng: hòa khí trí tường, quái khí trí lệ. Nhấn mạnh rằng hòa khí có thể đem tới sự cát tường, ngược lại ắt rước họa vào thân. Trong tác phẩm Tứ Thế Đồng Đường của Lão Xá, một văn sĩ Trung Hoa, có câu châm ngôn quan trọng nhất của người già: hòa khí sinh tài. Hòa khí ấy mà là một trí tuệ của đời người. Có một câu chuyện như thế này. Ở một chợ rau nọ, có một bà lão bán rau vô cùng đắt hàng. Chính vì vậy những người xung quanh rất đố kỵ với bà. Những người bán hàng khác vì không bán được đắt hàng như bà nên đã cố tình vứt rác hoặc quét rác ra vị trí mà bà ngồi bán. Thế nhưng bà lão lại chẳng hề tức giận, lại càng không mắng chửi nặng lời. Nhìn thấy cảnh tượng này, người bán hàng ngồi bên cạnh bất bình hộ bà. Họ vứt rác sang chỗ của bà, sao bà lại không tức giận, không mắng cho họ một trận? Bà lão nghe vậy chỉ cười đáp: ở quê chúng tôi, mỗi khi Tết đến xuân sang đều sẽ quét rác vào phía trong nhà. Ngụ ý rác càng nhiều, tài lộc càng nhiều.
Vậy thì tại sao tôi lại phải tức giận bọn họ? Hơn nữa, hòa khí sinh tài, tổn hại tới hòa khí là làm tổn hại tới tài lộc. Bà xem, tôi bán rau không phải ngày càng đắt hàng ư? Những người bán hàng khác sau khi nghe kể chuyện cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Thế nên từ sau hôm đó, không ai còn dám đem rác vứt sang chỗ bà lão ngồi nữa. Sống ở đời, đôi khi lùi một bước chính là trời cao biển rộng. Giống như bà lão trong câu chuyện, không tranh cãi với người khác, đối phó với tranh chấp bằng hòa khí. Trông thì có vẻ cam chịu, nhưng thực ra là đang âm thầm dạy cho những người khác một bài học về cách làm người. Điều này cho thấy sự hòa khí là một trí tuệ tối cao trong cuộc sống. Trong hành trình sống, đôi khi việc lùi bước cũng có thể là chìa khóa cho sự tiến xa và trải rộng. Như câu tục ngữ nói rằng, thượng thiện nhược thủy, dĩ nhu khắc cương. Ám chỉ rằng, sự cao thượng và thiện lương giống như dòng nước trong suối, dễ uống cong nhưng vững chãi. Sự hòa khí thường có khả năng giải quyết mâu thuẫn và xoa dịu sự bất hòa một cách tinh tế và không gây tiếng động. Bởi vậy mới có câu, dĩ hòa vi quý, vạn sự ác hưng. Thứ hai, đời người bại tại nóng tính. Có câu nói rằng, nói là phải chậm, nóng tính cũng phải từ từ. Nhiều khi, chúng ta vì không quản được tính khí, sự nóng tính của mình, mà một bước sai, bước sai, cuối cùng dẫn tới kết quả không ra đâu với đâu. Tôi từng đọc được một câu chuyện ngụ ngôn, kể về một con rắn trườn qua một cái cưa, không cẩn thận bị thương. Con rắn rất tức giận, lập tức quay người lại cắn cái cưa, kết quả lại làm bị thương cái mồm. Con rắn tức giận hơn, cho rằng cái cưa đang chọc tức mình. Vậy là nó lấy thân siết cái cưa, muốn cái cưa phải chết ngạt. Kết quả cuối cùng chắc ai cũng đoán được, con rắn bị cái cưa cứa cho tới chết. Con rắn đó tới bản thân nó cũng không biết rằng, hại chết nó không phải là cái cưa, mà chính là sự nóng giận của mình. Nóng nảy ai chẳng có, gặp chuyện không được như ý muốn, tức giận dường như là bản năng của mỗi người. Có người có thể khống chế được cảm xúc của mình, đè nén được sự nóng nảy xuống một cách kịp thời. Có những người lại để cảm xúc khống chế, từ đó phạm phải những sai lầm ngu ngốc. Giống như con rắn trong câu chuyện ngụ ngôn, vốn dĩ chỉ bị thương nhẹ, nhưng lại vì sự nóng nảy mà mất đi cả tính mạng. Bởi lẽ, điều tồi tệ nhất trên thế gian này chính là một khuôn mặt tức giận. Có câu nói rằng, một người đàn ông có thể kiểm soát cảm xúc của mình còn vĩ đại hơn cả một vị tướng giành được một thành trì. Con người sống ở đời, ai chẳng có lúc muộn phiền, khó khăn, muốn giải tỏa, phát tiết, muốn trút cục tức ra bên ngoài. Thời khắc bạn mất bình tĩnh là thời khắc tốt nhất khảo nghiệm một con người. Nếu có thể khống chế được, vậy thì bạn sẽ trở thành chủ nhân thực sự của cảm xúc. Còn ngược lại, bạn sẽ trở thành nô bộc của cảm xúc và bị chúng thao túng. 3. Đời người thành tại rộng lượng. Những người thành công trước giờ không bao giờ chi ly chấp vặt, càng không bao giờ câu nệ tiểu tiết. Đời người giống như một bàn cờ, ai cũng phải học cách mở rộng thế cục bàn cờ của mình. Thế cục của bạn chính là kết cục của bạn. Đối đãi với người khác bằng hòa khí, dùng nụ cười đánh tan hết âm u, tiền đồ trước mắt tự nhiên sẽ sáng lạng. Kiểm soát sự nóng tính, làm chủ nhân chứ không phải nô lệ của cảm xúc, tự nhiên sẽ chẳng còn sợ hãi, khó khăn. Dùng sự khoan dung, độ lượng xử thế, tự nhiên vạn sự tất an. Mong bạn và tôi đều có thể hòa khí làm người, vui vẻ làm việc, không tùy tiện tức giận. Dùng sự khoan dung độ lượng đối đãi với mọi người xung quanh, trên con đường đời của mình, bước từng bước đi ổn định và vững chắc. Quý vị thân mến, hạnh phúc và an yên luôn là những mục tiêu mà chúng ta khao khát trong cuộc sống. Để đạt được điều này, chúng ta cần học hỏi kinh nghiệm của các vị cổ nhân và tu tâm tích đức. Những bài học này giúp ta hiểu rõ bản thân
phát triển tính cách tốt hơn và sống ý nghĩa hơn. Chỉ khi tâm hồn trong sạch, ta mới cảm nhận được hạnh phúc. Kết thúc chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính chúc quý khán giả có cuộc sống bình an và hạnh phúc. Quý vị hãy đăng ký kênh Lắng Động Radio để cùng lắng nghe lời dạy của cổ nhân. Thời lượng chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.